Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang đến thứ Bảy, nhiều nơi ở miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ như tại Hà Giang, thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Dương. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến 34 độ. Hải Phòng 3 ngày tới trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 33 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, nhờ có gió biển thổi đều nên không khí không quá bức bối. Nhìn chung, thời tiết khá thuận lợi cho các kế hoạch du lịch tại đây. Quý vị có thể tham quan nhiều điểm hấp dẫn như là Vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ, vườn quốc gia Cát Bà và thưởng thức nhiều món ăn hải sản tươi ngon. Hội An 3 ngày tới trời chủ đạo sẽ nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức 31 đến 34 độ. Mưa có chăng chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối của ngày Chủ nhật và ngày thứ hai tuần tới, thế nhưng lượng nhỏ và rất nhanh. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý là trong mưa dông có thể đi kèm với lốc, sét, gió giật mạnh. Ban ngày sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để quý vị ghé thăm chùa Cầu. Đây là một công trình kiến trúc tiêu biểu cho lối kiến trúc truyền thống phương Đông với những cây cột bằng gỗ được sơn son, chạm trổ kỳ công và tỉ mỉ. Nam Bộ dự báo chiều và tối thứ Bảy có mưa dông, có những điểm mưa vừa mưa to ở phía Bắc của miền Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trước đó thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác khu vực Nam Bộ 32 đến 34 độ. Thành phố biển Vũng Tàu dự báo mưa cũng sẽ xuất hiện về chiều tối trong cả 3 ngày tới. Chính vì thế, thời điểm thích hợp để quý vị tắm biển, tham gia các hoạt động thể thao trên cát là từ sáng đến trưa. Nhiệt độ cao nhất sẽ không quá 32 độ. Tối và đêm có gió biển thổi đều nên trời khá mát mẻ với mức nhiệt là 26 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.